Trong bài toán năng suất lớp 9, năng suất của một người có bắt buộc phải là một số nguyên không ạ? Đó là câu hỏi ở ngay phần đầu tiên mà bạn Tiểu Tinh Tinh đã gửi tới cho AD. AD nghĩ đơn giản là tại sao lại phải bắt buộc là số nguyên? Nó là số gì thì có ảnh hưởng gì nhỉ? Nếu đề bài không quy định đến phần nguyên của nó, thì nó là số thập phân hay gì thì cũng kệ nó chứ nhỉ? Mà tại sao bạn này hỏi như vậy? Chắc chắn là có vấn đề gì ở đây. Và bạn có kèm theo một câu trả lời, đó là giáo viên của em bảo là bắt buộc. Đọc đến đây, AD nghĩ vui rằng nếu giáo viên của bạn yêu cầu thế nào thì nó chính là thế đấy. Đúng không các bạn? Nhưng suy nghĩ từ từ một chút. Đến với nội dung tiếp theo của bạn. Nhưng ví dụ như bài toán, một người làm 3 sản phẩm trong 2 giờ, hỏi năng suất của người đó là bao nhiêu? Thì ra kết quả như nào ạ? Vì nếu để là 1 thì không thuận tiện tính toán, nhưng giáo viên lại nói bảo là quy định như vậy. Các bạn đã gặp những trường hợp như này bao giờ chưa? Và các bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Đối với vấn đề này, AD xin trả lời như thế này. Nếu bạn giả định 2 giờ là một đơn vị thời gian để tính năng suất của người đó, thì đáp án về năng suất của người này là 3/1 và bằng 3 sản phẩm trên một đơn vị thời gian. Và đó là một số nguyên. Nhưng AD chưa thấy ai làm như vậy cả. Thông thường, một người làm 3 sản phẩm trong 2 giờ, nếu tính trên giờ thì năng suất của người này sẽ là 3/2 bằng 1,5 sản phẩm trên giờ. Đó là một số thập phân. Điều này là hiển nhiên rồi, nó đúng theo cách tính toán mà chúng ta được học. Nếu đáp án là 1, thì câu hỏi đặt ngược lại ở đây nè. Với năng suất đó thì sau 2 giờ người này làm được bao nhiêu sản phẩm? Là 2/1 bằng 2 sản phẩm phải không nào? Rõ ràng hai con số này khác nhau, không thể nào cùng một người, cùng một năng suất mà lại có sự chênh lệch như vậy. Nên việc giáo viên nói quy định là như vậy thì AD thấy nó thật là không hợp lý. Không biết quy định đó ở đâu. Nếu bạn có thể hỏi thêm giáo viên của mình về việc quy định đó được quy định ở đâu, thì đó sẽ là điều không cần bàn cãi nữa rồi. Và có bạn nào biết về quy định đó không? Điều quan trọng là ý kiến của các bạn thế nào với trường hợp này. Hãy chia sẻ lại ở phía dưới, vì nó có thể giúp ích được cho bạn Tiểu Tinh Tinh rất nhiều. Tiếp theo, bạn còn chia sẻ rằng em đã cố cãi cho đáp án không nguyên, nhưng trong bài toán sau, một công nhân dự định làm 33 sản phẩm trong một thời gian quy định, nhưng thực tế công ty giao cho công nhân đó 63 sản phẩm. Nên dù đã tăng năng suất lên 3 thì người đó vẫn chậm 1 giờ 30 phút so với dự định. Hỏi năng suất của người đó là bao nhiêu? Đáp án và giải thích như thế nào? Mong AD giải đáp. Thật là phức tạp. Có lẽ đối với bài toán này, AD sẽ nhường lại nhờ các bạn giải giúp. Còn quan điểm về vấn đề mà bạn Tiểu Tinh Tinh đã nói đến thì AD đã nêu ở trên. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho bạn Tiểu Tinh Tinh và các bạn gặp vấn đề tương tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.